Xin chào các bác, quay trở lại với video tiếp theo của bên cửa hàng bên em. Tiếp tục là một tháng mới rồi các bác ơi, tháng mới rồi. Rất nhiều các chương trình khuyến mãi sắp tới đang đợi tất cả các bác. Và hiện nay thì sau ngày mùng 2 tháng 9 thì bên em vãn loa hết rồi các bác ạ. Mỗi một dòng loa em chỉ còn một đôi đến hai đôi thôi các bác ơi, không còn nhiều hàng nữa. Đấy thì ngày hôm nay thì cũng lên là giới thiệu nốt cho bác một vài dòng sản phẩm. Là bác nào mà chốt được dòng sản phẩm gì mà hàng chất, hàng rẻ thì các bác phải nhớ liên hệ sớm cho em nha. Những đôi loa cực kỳ rẻ chỉ hơn triệu đồng thôi, được chưa ạ? Mở đầu video trong ngày hôm nay. Đấy, ở đây thì hiện tại bây giờ cửa hàng em còn một con súp B3 bát 30. Con này ngày hôm nay xả rẻ cho bác giá 1.900.000 đồng, bao ship tận nhà cho các bác nhá. Con này thì là một bát 30 này, gân toàn bộ là gân gân con này là gân cao su toàn bộ luôn các bác nhá. Đấy, thùng vách rất là ok, dòng súp B3 của Đức. Con này các bác chơi trong gia đình rất là ok này, chơi trong không gian diện tích tầm khoảng 25-30 m² rất là ok, thoải mái chơi các bác nhá. Giá bán công khai cho bác 1.900.000 đồng, bao ship cho tất cả các bác luôn. Duy nhất một chiếc này, còn một chiếc này, chế độ đảo pha này, volume cắt tần đầy đủ hết tất cả các thứ nhá. BS718 được chưa ạ? Đó, các bác nào mà thích dòng sản phẩm này thì có thể alo sớm cho bên em. Chỉ còn đúng một sản phẩm duy nhất thôi các bác nhá. Dòng loa RCF. Dòng RCF này thì hiện tại bây giờ em còn một đôi, đang bảo bán nốt đôi này đi thì bên em sẽ về một lô mới, thì vẫn để giá cho bác giá cũ thôi. Sắp tới lô sau bên em về giá bán công khai với bác sẽ là 4.500.000 các bác nhá. Bác nhớ cho em, lô sau về bên em sẽ bán 4.500.000, nhưng mà đây là cái lô cuối cùng, một đôi cuối cùng thì vẫn để cho bác giá 4.000.000 đồng, bao ship tận nhà cho các bác, được chưa ạ? Đó, con này thì vẫn là hàng hóa của nó như thế thôi. Đây các bác nhá, toàn bộ là đồ đạc của nó, toàn bộ là đồ chất luôn. Các bác nhìn này, đó, toàn bộ cái e căng đều được bọc bên trong một cái lớp mút đấy để nó gọi là chống bụi này các bác nhá. Và các bác có nhìn thấy được ở bên trong đây, toàn bộ là dòng sản phẩm là gân vải tẩm dầu 3 lớp sóng này. Chép của nó toàn bộ là chép to này các bác nhỉ, chép toàn bộ là chép 450 các bác nhá, rất là khỏe luôn. Dòng tép này thì các bác nhìn này, dòng tép có âm thanh rất là sáng và bay tiếng, được chưa ạ? Củ tép dày. Đấy, củ tép dày như này thì sẽ cho một âm tép nó sáng và bay tiếng vô cùng luôn. Và quan trọng, dòng sản phẩm RCF này là của hàng của Italy các bác nhá. Rất là gấu luôn, được chưa ạ? Còn đây là phần bát, toàn bộ bát của nó là gân vải tẩm dầu 3 lớp sóng nhá. Và dòng này thì được cái là con này nó rất là khỏe, tiếng bát nó dày, mạnh, sâu uy lực. Quay cho bác xem về phần bát của nó đây. Các bác nhìn ngắm qua cái phần bát này. Phần bát toàn bộ là từ 7 màu các bác nhé, từ 7 màu, từ con này là từ 180. Đấy, côn 76. Và các bác nhìn này, cái phần tem logo của nó hoàn toàn là của Italy hết các bác nhé. Tem logo rất là ngon, con này công suất của nó lên tới 1000W cơ, rất là khỏe luôn. Các bác chơi hoàn toàn gia đình, anh em chơi gia đình thì sâu sự kiện kéo kéo em chơi thoải mái nhá. Con này thì bên em bao kiểm hàng, bao test chất lượng, kiểm tra thoải mái, còn đúng một đôi duy nhất để bác giá 4.000.000 bao ship tại nhà nhá. Ok, bên này thì có cho bác là một đôi loa, cũng là một đôi cuối cùng của loa JBL KI512, hàng bãi chuẩn xịn của USA. Dòng này thì còn một đôi thôi, còn một đôi mấy hôm nay thì hàng lễ thì thành ra bên em bán nhiều quá, chạy quá, không còn hàng để có thể giới thiệu đến cho bác nữa. Đó, nên là đây sẽ là đôi loa cuối cùng dành đến cho những bác nào mà đang quan tâm tới dòng sản phẩm loa của JBL KI512. Mà các bác nào mà đã có loa full hoặc là các bác nào chưa có loa nhá, nhất là những bác nào có loa full rồi, anh em muốn đầu tư một đôi loa thêm để chúng ta phụ tiếng lời, chúng ta hát có thêm tiếng lời, tiếng tép nó bay sáng hơn, thì các bác lựa chọn ngay cho em những cái dòng loa của KI512. Bởi vì những cái dòng loa của KI512 này nó hỗ trợ tiếng bát, tiếng lời, tép rất là hay luôn. Những dòng này có tiếng lời, tiếng bát của nó rất là mềm và tiếng bát rất là sâu. Nhất là cái giải lời và giải tép của nó, giải lời thì rất là mềm tiếng các bác nhá. Tiếng bát nó mềm mà tiếng lời nó rõ, được chưa ạ? Nó rõ ràng, nó chi tiết, âm thanh nó rất là hay. Và đặc biệt cái giải tép này đều là tép họng kèn từ neo, thành ra tiếng tép của nó rất là sáng và bay tiếng. Các bác hát karaoke, những cái dòng sản phẩm nó có thêm trung âm này, tiếng lời nó hỗ trợ rất là nhiều luôn. Nhất là trung âm của này là trung âm 13.5, rất là to, thành ra nó hỗ trợ tiếng lời cực kỳ nhiều các bác nhé. Và đây giờ là dòng loa JBL KI512, hàng xịn, chất lượng âm thanh cực kỳ hay, hàng bãi xịn của USA các bác nhé. Đấy, con này là sản xuất 2016 các bác nhớ cho em, sản xuất 2016, đây là dòng đời cuối số sản xuất tại Mỹ rồi. Đấy, made in USA các bác nhé. Đó, dòng sản phẩm này thì cực kỳ ngon và chất luôn. Ở đây thì em cũng bóc ruột gan ra cho bác xem này. Tất cả những cái dòng của Mỹ thì nó đều là gân mút xốp các bác nhá. Còn sau này khi mà sản xuất tại Trung Quốc thì gân của nó toàn bộ sẽ là gân cao su. Các bác luôn nhớ cho em như thế. Khi mà sản xuất tại USA thì toàn bộ là gân mút xốp. Còn khi mà sản xuất tại Trung Quốc nó sẽ là gân của nó toàn bộ là gân cao su các bác nhé. Các bác nhớ cho em như thế. Còn đây là phần tép này. À, phần trung này, trung âm này. Trung âm của nó này. Đấy, trung âm toàn bộ là trung âm rất là to luôn, rất là to luôn. Công suất con này rất là lớn luôn các bác nhé. Phần tép đây.
Đó, phần tép của nó tép JBL họng kèn các bác nhé. Tép này là tép kèn từ neo. Thành ra là cái bộ sản phẩm này âm thanh của nó cực kỳ là hay luôn. Từ tiếng lời, tiếng tép, tiếng bass nó hòa quyện rất là sâu. Tiếng bass sâu chắc, tiếng tép sáng bay. Còn tiếng lời rất là rõ ràng, chi tiết âm thanh cho ra ngọt ngào sâu lắng, cực kỳ là phê luôn các bác nhá. Và cục này thì thường là tiếng bass nó không quá là uy lực, thành ra là khi các bác chơi những dòng này thì bên em vẫn khuyên các bác nào có điều kiện chúng ta chơi thêm một cục súp trầm này nữa, thì hai bộ đôi này nó kết hợp lại thì cực kỳ hay, nhất là đối với dòng sản phẩm cùng tần số với nó là súp của JBL nữa, thì hai dòng sản phẩm này kết hợp với nhau rất là hay luôn các bác nhá. Súp JBL Passion này, à báo giá cho bác qua một chút về con loa JBL KI512 này, thì hiện tại bên em đang để giá rất chi là mềm các bác nhé, chỉ có 5.500.000 đồng một cặp thôi, 5.500.000 đồng một cặp. Và trong chương trình khuyến mãi trong ngày hôm nay, nhân cái dịp là đầu tháng và vừa bên em còn một cặp cuối để chuẩn bị lô mới, để lô sau bên em sẽ bán là 5.500.000, nhưng mà lô này thôi còn một đôi này nữa thì để nốt cho bác giá 5.300.000 đồng. Bác nào mà bốc nhanh thì còn, chậm tay thì đương nhiên là hết rồi các bác nhé. Ok, đằng bên cạnh đây thì em còn một cặp loa, à còn một chiếc súp của thằng JBL Passion. Đây là một dòng đời mới nhất hiện nay. Con này là sản xuất 2023 các bác nhá. Dòng đời mới nhất hiện nay luôn. Con này toàn bộ là sử dụng nguồn xuyến đồng 100%, các bác nhớ cho em nhé, sử dụng nguồn xuyến đồng 100%. Đầy đủ các chế độ power. Đấy, auto on, tức là khi mà các bác có tín hiệu vào thì nó tự động bật nguồn, còn khi mà mất tín hiệu, khi hết tín hiệu đi thì nó tự động ngắt. Dạ. Con này thì là sẽ có cắt tần này, tăng giảm volume này, chế độ đảo pha đầy đủ hết cho các bác, chế độ in out, chế độ line in bằng jack 3 chân đầy đủ hết các bác nhá. Và con này có cái giải tần từ 40Hz đến là 180Hz, và công suất lớn nhất của nó là 500W ở trở kháng 4 ohm. Đó, con này thì công suất của nó sẽ tự cung tự cấp các bác nhá, thành ra là khi các bác chơi thì cũng không phải đắn đo, cũng không phải lo lắng về việc là chúng ta ghép âm ly hay là chơi đẩy mới chơi được đâu. Con này thì nó có công suất sẵn, thành ra các bác không phải lo về vấn đề công suất nữa các bác nhá, tự thân nó vận động thôi. Và con này chơi trong không gian diện tích loanh quanh tầm khoảng 35m2, 30-35m2 là cực kỳ hay luôn. Ghép thêm với những đôi loa JBL KI512, nó đồng bộ mà nó hay vô cùng các bác nhá. Tiếng bass của con này nó dày sâu, nó uy lực cực kỳ luôn. Đấy, chơi rất là hay. Báo giá cho bác là con này bán giá là 3.300.000 đồng, bao ship tận nhà, dây dắt tặng đầy đủ, bảo hành 1 năm cho tất cả các bác nhá. Nhận hàng được test âm thanh, kiểm tra thoải mái, phải thanh toán tiền, các bác yên tâm nhá. 5.200.000 kết hợp với con này thì cực kỳ là hay luôn. 5.300.000 các bác nhá. Ok. Và một dòng sản phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay thì ở đây còn một cặp loa Martin, dòng Martin London. Đây là dòng loa gọi là cực kỳ VIP đây, hàng pháo hồng hát đây. Dòng này thì các bác chơi bởi âm thanh rất là hay rồi. Những đôi loa như thế này thì em đã giới thiệu đến cho bác cực kỳ là nhiều lần đối với những đôi loa Martin của London này rồi. Con này sẽ là bass 30 các bác nhé. Bass 30. Đây các bác, con này nó hơi nhấc cái tự lên này. Đây các bác nhìn. Của nó là nó hơi khó nhất các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn cái phần từ nhá. Từ con này là bát của nó đây, bát của nó toàn bộ là màng mạ carbon, là một, mà hai là gân vải tẩm dầu, là ba lớp sóng các bác nhá. Đó, dòng này nó sẽ là dòng đời mới. Đây các bác nhìn cái gân này. À các bác đừng nhìn từng đường keo này. Các bác sờ vào nó vẫn có độ mềm mại nhất định luôn nhá. Tức là cái dòng này nó vẫn còn mới và rất là đẹp luôn, được chưa ạ? Đó, cái màng bát của nó nhiều cái sóng âm như này, nó sẽ tập trung lại cái tiếng bát được và nó thổi xa hơn và mạnh, uy lực hơn. Cộng với đó là gân của nó toàn bộ là gân vải tẩm dầu ba lớp sóng này, sẽ cho cái tiếng bát nó đánh mạnh và uy lực hơn rất là nhiều các bác nhá. Các bác nhớ cho em như thế. Còn đây là phần bát của nó đây. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi phần bát của nó đâu. Đầy đủ số series, tem mác đầy đủ các bác nhá. Martin London. Đấy, hàng xịn luôn. Con này là dòng đời mới. Những cái dòng đời mới này, cái bát này của nó em thấy là rất là giống một vài cái dòng loa khác. Nhìn thì trông rất là giống một vài dòng loa khác. Con này là từ của nó từ 190 các bác nhá. Dòng sản phẩm sản xuất năm 2010, con này sản xuất năm 2019 thì phải. Đấy, con này sản xuất 2019 thì phải. Dòng này này. Đấy, nó là dòng đời mới, thành ra là những cái dòng này nó đã được tinh hoa hội tụ của rất nhiều các cái dòng loa khác. Đó, phải thành ra là nó làm thiết kế của nó na ná một vài các củ của cái dòng loa như kiểu là Martin, một vài dòng sản phẩm Martin cũng như là của JCF, nó học tập nhau rất là nhiều luôn các bác nhá. Và những cái dòng sản phẩm như thế này thì hàng chất lượng cực kỳ cao luôn. Từ của nó toàn bộ là từ 190 các bác nhá, từ 190. Côn con này côn 76, đánh tiếng cực kỳ lực luôn, rất là mạnh. Đấy, dòng này là dòng em thanh lý phòng hát, trước thanh lý được mấy đôi đấy, bây giờ còn một đôi duy nhất này. Có nhìn phần tép này, tép của nó toàn bộ tép 450 các bác nhé. Tép toàn bộ tép 450, tiếng bass cực kỳ dày mạnh, tép sáng bay tiếng vô cùng luôn. Dòng này thì em còn một đôi thì xả nốt cho anh em, các bác nào mà ưng ý nhấc máy gọi điện sớm cho em, giá chỉ có là 5.500.000 đồng một đôi thôi. Đấy, còn đôi cuối số thì thôi, bác nào lấy nốt thì em để cho bác giá rất là rẻ vẫn vậy thôi các bác nhá. Ok, 5.500.000 đồng một đôi. Giá này là gọi là giá niêm yết, giá rất là rẻ rồi, thành ra anh em không thể nào mà mua được cái giá dòng sản phẩm này rẻ hơn được nữa. Các bác nhìn cái từng cái đường nét này, các bác nhìn thấy không?
từng cái dây của nó này đều được bọc hết bằng những cái lớp mà cao su như thế này để bảo đảm cho hàng nó chất lượng nhất các bác nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm khi chúng ta sử dụng đúng không ạ? Ok. Đấy, nói chung là những cái dòng sản phẩm này thì các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề sử dụng rồi. Các bác nào đang có nhu cầu sắm sửa tất cả những cái mẫu sản phẩm này thì sớm liên hệ ngay với bên em để chốt đơn các bác nhé. Ok, clip em đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Đừng quên liên hệ sớm với bên em để chốt hàng, đặc biệt là khi đi qua nhớ để lại cho bên em xin một lượt like, ấn comment, đăng ký kênh và chuông thông báo các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.